ngoại hình nhỏ, lo thì bé. Nó hú lên như thế này thì với mình là cũng không nhỏ đâu nha, đủ để chúng ta biết được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Bù lại thì bà con thấy nè, ở đây chúng ta được hai góc camera màu sắc rất là tốt nè. Mình đặt trường hợp nha, mình cho là ví dụ như cái góc ngang của nó không rộng bằng cái mẫu A22 của MU đi, thì bù lại bà con thấy chúng ta có hai cái trên và dưới, ví dụ là 8-10, thì bây giờ mình hai cái 8 thì phải là 16, 16 với 10 bỏ xa vẫn hơn rất là nhiều. Và để mà bật được cái tính năng mà báo động khi nãy thì bà con hãy vào cài đặt sự trung tâm thông minh, chọn cái mục là cảnh báo bằng thoại, và ở đây là đã đóng, chúng ta bấm vào bật lên. Thì ở đây nó có 4 cái tiếng, bà con thấy khi bật lên là ở ngoài này nó hú liền, để chúng ta có thể tùy chỉnh lựa chọn. Nếu không thích thì chúng ta có thể vào cái mục là thêm thoại tùy chỉnh. Ở đây chúng ta có thể tự động tạo ra một cái câu thoại riêng, khi nó phát hiện chuyển động thì nó sẽ phát ra cái câu nói thoại do chúng ta tự soạn. Với cái việc mà nó hú như thế thì đối với mình nó không hề còn bé thế nào nữa cả. Và cái việc mà đàm thoại hai chiều qua bên camera thì mình cũng không có khuyến khích, tại vì nó cũng đường truyền, nó cũng chưa chắc ổn định. Thậm chí chúng ta gọi Zalo, message nó còn chưa ổn định thì chắc gì mà con đàm thoại qua camera mà ổn định hơn được đâu, đúng hay không? Nếu bỏ qua những cái yếu tố đó thì mình thấy mẫu camera Yosi hai mắt trong nhà này vẫn là cái mẫu đáng để chúng ta sở hữu nhất. Bà con có thắc mắc gì thì hãy bình luận lại trong video và nhớ follow mình để biết thêm nhiều thông tin.